so hard to find my destiny. Try not to drift apart, 'cause you'll be right back at the start. And I don't wanna keep on calling. I gotta stay recalling memories we've lost and found. Explain to me what it's all. Searching, but we will never know what we're after.
I just wanna be someone and never fall behind again. Just keep on moving on. Never look down, never fade out. Never fade out.
on a bench, waiting for the time to pass, dreaming of what happens next. I do what I wanna be, questioning my destiny, only knowing what I see. I don't even realize I've already made a path, and I can change it anytime. I can't take it back. I know what I want, but it seems so damn far away. You've wanted to be, prove it. Everything's alright.
Vâng, và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với 500 Pro Studio. Sau một khoảng thời gian cũng khá dài rồi thì 500 Pro Pro Series mới có dịp quay trở lại ở cái vòng playoff lần này. Và ngày hôm nay thì sẽ là cái trận thi đấu bán kết đầu tiên, trận thi đấu giữa các thành viên của team Fnatic đối đầu với cả SBC. Và dự định thì sẽ là một trận thi đấu mà nó cực kỳ là gay gấn và hồi hộp mà thôi. Rõ ràng rồi, chúng ta có thể thấy được là đây đều là những cái tên rất xứng đáng để vào với cả vòng playoff. Trong cái đó thì xét qua về cái thực lực của các thành viên Fnatic và SBC thì theo như cá nhân mình đánh giá thì mình sẽ đánh giá các thành viên bên phía Fnatic nhỉnh hơn một chút thôi. Khi mà SBC thì họ cũng toàn là những cái player gạo cội của nền CS Việt Nam. Chính xác rồi, ví dụ như kiểu là Johnny P chẳng hạn thì chúng ta ai biết tới anh ý rồi. Trong khi đó thì Fnatic đều là những player còn rất trẻ và có một cái skill cá nhân thuộc hàng top ở Việt Nam thời điểm hiện tại rồi. Vâng, và còn được dẫn dắt bởi Crazy Guy nữa. Và có lẽ là chúng ta đang rất chờ đợi để vào với diễn biến của cái game thi đấu cực kỳ hấp dẫn này. Khi mà đây đã là vòng playoff và chúng ta sẽ chỉ còn một vài những cái trận thi đấu nữa thôi thì cái giải 500 Pro Series này nó sẽ đi đến hồi kết. Chính xác rồi, sẽ chỉ còn đó là hai trận bán kết và một trận thi đấu chung kết nữa thôi, sẽ diễn ra liên tiếp từ ngày hôm nay cho tới hết ngày 19 tháng 9. Mỗi ngày thì chúng ta sẽ có một trận thi đấu BO3 và ngày thi đấu cuối cùng thì đương nhiên rồi, một trận chung kết và chỉ hai cái tên xuất sắc nhất có mặt ở đó mà thôi. Huy đưa ra một cái nhận định như thế nào về cái trận chung kết? Liệu sẽ là những cái tên nào góp mặt ở trong trận thi đấu chung kết? Cá nhân mình thì nghĩ rằng là trận chung kết của 500 Pro Pro Series thì khả năng cao sẽ là một màn tái đấu giữa các thành viên của team Fnatic và Revolution mà thôi. Đây là hai đội tuyển từ ban đầu chúng ta đều thấy là vượt trội hẳn so với những cái team top dưới rồi. Vâng, tôi nghĩ là Revolution thì chắc chắn là tầm 100% họ sẽ có cho mình một cái slot rồi. Tuy nhiên thì ở trận thi đấu ngày hôm nay thì chưa biết được nha. Chỉ là đánh giá cao hơn một chút các thành viên của Fnatic thôi. Nhưng nên nhớ rằng SBC họ cũng có những cái tên cực kỳ là chất lượng. Talon, Huy Z, Bin Z, Johnny P và Vít. Những cái sự kết hợp của những cái player gạo cội kinh nghiệm và những player có cái skill cá nhân là cực kỳ tốt. Ví dụ như kiểu Huy Z và Talon nha, đều là những cái top player. Thậm chí Talon có một khoảng thời gian mà solo phí top 1 luôn. Vâng, và như vậy thì cái map ban big cũng đã có rồi. SBC họ chủ động ban đi map thiếu Mirage, trong khi đó thì Fnatic họ ban đi Vertigo. SBC big map theo đầu tiên là map Overpass, một quyết định khá bất ngờ khi bình thường mình thấy map tủ của SBC là Dirt 2 cơ. Nhưng hôm nay Dirt 2 cũng là map tủ của Fnatic. Đúng rồi, cho nên là họ quyết định chọn Overpass, trong khi đó thì Fnatic họ big map thiếu đợt trên và map thiếu cuối cùng sẽ là map thiếu Dirt 2. Được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Vậy là vẫn có Dirt 2. Tuy nhiên thì không biết rằng là có lên được cái map thứ ba hay không đã. Ở Overpass thì mình nghĩ là đây là một sự lựa chọn gây bất ngờ của SBC và họ có cơ hội. Mình nghĩ là họ sẽ có cơ hội thôi. Ở vòng ngoài thì các thành viên của Fnatic cũng không bắn quá nhiều ở cái map thiếu Overpass này. Mà thường là những cái map mà họ hay thi đấu ấy, nó là Dirt Chain này, Dirt 2 và Inferno cơ. Chính xác rồi, một trận bán kết mà cái map pool nó cực kỳ là phong phú hấp dẫn. Chúng ta thấy rằng là ở cái vòng bảng thì hầu hết là map pool nó chỉ xoay quanh những cái map thiếu rất là cơ bản như kiểu là Mirage này, Inferno hay thậm chí là có các Dirt 2 thôi. Hôm nay thì đó sẽ là ba map Overpass, Chain và Dirt 2. Là một sự mới mẻ hơn rất nhiều và chúng ta cùng chờ đợi xem màn thiện của hai team ở hai ba cái map thiếu này nó là như thế nào. Vâng, mà không biết là thời điểm hiện tại thì các team họ đã kết nối vào với cả server hay chưa? Đã từ rất lâu rồi, chúng ta phải nghỉ đến phải 2 tuần chứ nhỉ? Hơn trước là bị dính sang major này này. Vì các team họ cũng có một số cái việc cá nhân và khá là cùng lúc với nhau nên là chúng ta bắt buộc phải delay giải sang tuần này. Và ở trận thi đấu này thì SBC là một cái team họ thường sẽ thay đổi lineup khá là nhiều. Nhưng mà không biết là hôm nay thì liệu cái lineup mà vừa post lên cái trailer vừa rồi của giải đấu thì chưa chắc đã là một trailer, chưa chắc đã là một cái lineup đã được chốt bởi SBC nhá. Có lẽ là mình sẽ xem qua một chút ở trong khoảng thời gian chờ đợi này để xem là có anh em nào hỏi
về về cái giải thi đấu này của chúng ta hay không? Vâng, chúng ta thì thấy trên kênh chat thì đang có khá nhiều những anh em shoot me I'm Rất nhiều fan của Johnny P đặt niềm tin vào anh. Không biết rằng là hôm nay anh có dẫn dắt được con tàu SBC và vẫn trận chung kết hay không đây. Johnny P nãy cày POE giờ lại bắn dài. Người hỏng rồi. Warm up bằng POE. Warm up POE thì nó hơi gọi lệch bộ môn tí nhỉ, tầm nó kiểu bắn kiểu PUBG chứ. Mấy cái game FPS thì nó ok đấy chứ mà kiểu đất hạ à, POE nhưng mà nhưng thôi, dù gì cũng dùng bằng chuột mà cũng vẫn được, vẫn cứ là ok. Có Bomben không? Bomben ở đây là để làm gì mới được? Đúng rồi, bạn muốn Bowman ở đây với cương vị gì? Player thì không thể rồi, bởi vì King Back của anh ấy đã toang ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau vòng bảng và không có được một tấm vé tham dự vào vòng playoff của 500 Pro Pro Series. Online thì Johnny P ra làm sao được á? Online thì chúng ta sẽ có tài trợ thôi. Cái vấn đề mà bắn giải việc online anh em không cần phải quan tâm, tại vì là rõ ràng là chúng ta sẽ có những cái tài trợ về tiền vé máy bay với các kiểu rồi. Cho em gọi là trưởng ban sốc như nào sau khi xem buổi stream say á. Hôm nay thì buổi sáng mình có đến lúc 10 giờ. Sau thì khoảng tầm một lúc sau thì cũng có thấy anh Bom đến, chắc khoảng tầm đấy, lúc ấy khoảng tầm 10 rưỡi 11 giờ thì đấy, với một khuôn mặt rất thất thần. Trông có vẻ như là vẫn đang gọi là từ hôm qua nó vẫn chưa hết vương vấn đúng không? Giải nhất này bao nhiêu USD nhỉ? 15 triệu, không biết quy đổi ra USD được bao nhiêu, chắc tầm 800 à? Hay là 700 gì đấy. Hai anh có dự định tương lai về một nhà không ạ? Có chứ. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giờ. Chúng tôi cần anh Bom và anh Minh Popper Cat đấy. Thế thì anh em có thể đợi đến khi mà anh Bom và Minh Popper Cat để xem có gì đâu. Đơn giản mà. Anh Cường có stream CSGO không? Hôm nay mấy hôm buổi sáng mình cũng rảnh, sáng và chiều rảnh mình cũng đang định stream nhưng mà hiện tại thì chưa có layout, chưa có ai hỗ trợ cả. Có lẽ là mình phải liên lạc lại với cả mấy anh em bên kỹ thuật. 15 triệu cũng ngon đấy, đủ chai hát. Thật ra thì ở cái giải 500 Pro Series này chúng ta bắn thì nó theo thể thức online mà. Một tuần thì chỉ có mỗi 2 buổi thôi. Đấy, và bắn tầm 2 tháng cũng khác gì là mình chơi game ở nhà đâu. Tự nhiên là 5 anh em chia nhau tầm 15 củ có ấm không? Mình nói à, Huy nói gì đấy đi xem nào. Tôi chỉ đang tập trung vào câu hỏi là máy anh có cài macro không? Anh em nào mà theo dõi thời sự tin tức báo mạng thì cũng biết vụ macro này. Mình không Ờ, có cẩn nhận thận xét thì nha, mấy không nhận xét bà. thì không nhận xét thì mình chỉ nói cái vụ đấy nó hấp dẫn thôi chứ mình không nhận xét gì cả. Vì cái vụ đấy rất nhạy cảm, nó liên quan đến nhiều bên. Cẩn thận của keyboard này nó hóa thành Autobot, Transformer Autobot. đấy. Autobot à. Mình cũng chỉ mong cái trận này mà nếu mà nó kéo lên được OT thì nó sẽ hấp dẫn hơn thôi. Chỉ sợ là không được. Sợ Sợ là không mình có cát toàn OT. under thôi. Đúng rồi, mình cá nhân mình với tư cách một caster cũng mong trận thi đấu có thật nhiều OT. Càng nhiều OT càng tốt thì nó lại càng kịch tính. Bình luận viên có thể có phải uống thuốc đau họng không em? Thấy hai đứa gào ghê quá. Thật ra thì cũng tùy trận thi đấu mà, với cả là bọn em cát nó cũng quen rồi. Khổ Cổ quen rồi. họng nó cũng phải tiến hóa lên rồi, nó cũng phải dày lên rồi, làm sao được bây giờ. Rồi không biết Thì là bên kỹ thuật có thể báo lại cho bọn mình xem là tín hiệu trận thi đấu như nào hay không ạ. đang hiện giờ thì Vâng, đã gần nửa tiếng trôi qua rồi. bọn mình vẫn chưa nhận được một tín hiệu nào của bên kỹ thuật cả. Vâng, ok, và như vậy là kỹ thuật vừa báo lại thông tin, thông điệp đó là chờ tí chém gió đi. Thì khả năng cao là trận thi đấu này đã bị delay thêm khoảng ít nhất mình nghĩ là phải 10 phút nữa. Có lẽ là chúng ta lại tiếp tục là màn giao lưu trả lời câu hỏi thôi. Lần sau có khi phải bảo bên kỹ thuật là làm thêm một cái màn hình, đó là đây thu nhỏ cutter và với cả một cái màn hình chém gió nữa. Đấy, nó mới hợp lý. Nhìn Hilova lại sáng sủa hơn hẳn. Ui, hôm lọ anh em không biết đâu Hilova còn
trang điểm cơ mà, son son phấn phấn các thứ, điệu đà lắm. Do máy dính macro lên delay đấy. Macro là gì đấy, nghe mình tối cổ quá. Anh em lên Facebook gõ macro chắc nó phải ra 100 cái post về cái vấn đề đấy mất, đang hot lắm. Huy AK. Ờ nhỉ, mà 500 Rosary không thấy anh Huy AK xuất hiện ở trong một cái lineup nào. Thì cái đợt bắn anh Huy đang vẫn ở bên Ấn Độ mà. Sao mà ấy được? Sao Đợt này sao? về rồi không biết anh Huy có tham gia vào một cái team nào đó không. Xavier Young vô địch. Anh cũng chỉ mong thế à. Macro là gì vậy thì anh em có thể lên Facebook hoặc là Google luôn được. À không, như Google thì Google không sợ ra. nó hơi lạc. Chỉ ra chỉ xin Facebook Ừ. được thôi. Nên Facebook search của Macro là gì có khi ra nhiều đấy. Hiện đang bắn ở ngoài Viking 4 á? Chưa. Trận thi đấu này vẫn đang là online thôi. Vụ gì vậy, kể đi cho có chuyện. Thực ra vụ việc này nó hơi nhạy cảm, nó liên quan đến rất nhiều các đơn vị khác và nhiều con người khác nên thôi không kể trên sóng được. Giá như mà đây là kênh 500 Hilova chẳng hạn thì mình kể ngay, nhưng rất tiếc nó là kênh 500 Broad, cho nên là anh em cứ biết thế thôi, tự tìm hiểu, mình không thể chia sẻ trên này được. Fire Hunter có thay đổi lineup không á? Ở trong giải thi đấu này thì sẽ là không. Vẫn vậy thôi. Không được phép thay đổi lineup ở ngoài vào. Bắt buộc phải làm một cái form đăng ký từ đầu thôi anh em ạ. Sao Bomben sấy khô tóc mà vẫn lên vào 10 face á? Cái này thì nó là à, sông có khúc người có lúc mà, Đúng có gì rồi. đâu. Lúc bắn hay lúc bắn dở Ai bắn hay mãi và được. chơi game và chơi game thì chúng ta có hai trường phái như kiểu anh Ben đã bảo rồi đấy. Đấy, một là chúng ta phải bắn cực hay và trái hạt, hai là chúng ta sẽ phải tìm những người đồng đội tốt. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã đến ngay với cả cái Piston Round đầu tiên của map thi đấu Overpass rồi. Map pick của thành viên team SPC. Và họ đang xuất phát về phía T side với bốn cái giáp, một smoke cũng như là hai quả flash trên người của Simon. Và Simon thì đang là người kê đẩy ở khu vực B long mà thôi. Trong khi đó Fighter thì sao đây? Bốn giáp một và Homer sẽ là người lên kick cũng như là flash để hỗ trợ đồng đội của mình. Bắt đầu cần vết ném flash đến từ Simon rồi. Một quả flash để chiếm shot cho những đội của mình và Huy Z đã đẩy lên. Huy Z headshot rất nhanh vì chiều piano. Một tình huống ở piano còn không kịp phản ứng cơ. Và bây giờ thì SBC đang lợi thế hơn người là 5 vs 4 và họ sẽ tiếp tục di chuyển đi đâu đây? Tôi đang nhìn thấy họ di chuyển ngược về khu middle cũng như lấy shot rồi và có vẻ như sẽ làm việc đánh lên A thôi. Khi mà Phantom thể hiện tại chỉ có một mình vị trí của Crazy Guy là người solo A. Và bây giờ Crazy Guy sẽ làm gì đây? Fighter họ có một chút lợi thế khi mà được xuất phát ở bên phía CT side trước. Nhưng ở trong một cái Piston Round như thế này thì sẽ là rất khó khi bọn đang mất lợi thế về người. Crazy Guy thể hiện khả năng bắn Piston của mình rồi. Johnny P bị headshot ngay lập tức là một tiếng đổi mạng của Talon. Và bây giờ thì sao? Iden có double kill kiểu USP. Pha bắn tay rất to của Iden và tình huống đảo chiều rồi. Triple kill cho Iden trước khi Homer headshot đi vị trí của HeZ và đem về ra thắng đầu tiên dành cho Fighter. Vẫn là skill cá nhân cực kỳ tốt bên phía Fighter mà thôi. Những tình huống vả mồm là rất nhanh chóng đến từ tên Iden cũng như là Crazy Guy. Trước đó thì cũng đã không phá headshot rất nhanh. Tuy nhiên thì hơi đen cho anh là ăn một quả flash trắng phao và chết. Một cái chết mù loà. 1-0 cho Fighter rồi, họ vừa có cho mình Piston Round đầu tiên và sẽ làm khởi đầu rất thuận lợi thôi. Khi mà SBC round thi đấu này thì họ chỉ có thể hấp bài được với những khẩu lục và giáp một trên người của HeZ. Rất khó để chơi với những khẩu MP9 bên phía của Fighter. Chủ động up cho mình đến 3 khẩu MP9 luôn. Và Thì chúng ta có thể để ý đến là trong round thi đấu vừa rồi là một round thi đấu mà SBC họ đã có rất nhiều lợi thế khi mà bắt được hơn người, cộng với việc là đặt được bom rất đẹp, nhưng mà những cái tình huống chọn vị trí về sau của SBC thì nó lại không phải là hay lắm. Họ đẩy hết vào bắn nhau với đối phương và ngay lập tức thì Iden đã dạy cho các thành viên bên phía SBC một bài học. Nhưng vừa rồi thì cũng là một câu trả lời rất xác đáng tới từ vị trí của Talon, một viên Eagle duy nhất vào mặt của Iden trường mà thôi. Nhưng vừa rồi thì Crazy Guy cũng đã đổi được một mạng của Simon ở khu vực bom sai A. Và giờ thì quyết định sủi luôn rồi, khi mà lượng bom trong người của Crazy Guy còn là nhiều, quyết định hợp lý rồi. Giờ thì có vẻ như sẽ lại là người ở lại để solo trong khu vực bom sai A. Khi mà Lin đang muốn back về B rồi.
Vẫn là những cái ông nhảy check rất dẻo, crazy guy thôi. Trả bom ra theo thăng minh rồi. Một quả lửa rất chính xác. Và nó sẽ cầm chân bên phía FBC. Vị trí của Huy Z thêm một khoảng thời gian nữa. Thời gian chỉ còn đó là 45 giây thôi. Talon đang bò trên khu A-long và có vẻ như đây sẽ lại là một round thi đấu FBC. Họ đánh tổng lực lên bom xây. Vít cũng đã nhặt bom rồi. Nhưng con đường của anh lại là bách về B-long. Liệu có phải là một pha fake A đánh B hay không? Như vậy là còn thậm chí không fake A luôn. Họ chỉ bò trườn lấy info thôi. Và sau đó tập trung về cùng nhau để thể đánh vào bom side B được. Nơi mà có đó là vị trí của Homer cũng như là Piano. Homer chủ động check lại khu B shot rồi. Nhưng flash trả ra là rất khó chịu. Homer buộc phải lùi vào trong side thôi. 20 giây bắt đầu vào side từ NBC. Có phải là quá muộn màng không người? Piano vừa bắt đầu huy reset rồi. Nhưng Vít lại đổi mạng Piano thành công. Và bây giờ thì vẫn giữ được khu nước đến từ Homer. Và giữ được nước thì vẫn còn gọi retake bom side B. Bắt thêm cả Johnny B rồi. Kết thúc luôn cả mạng Vít đến từ vị trí của Homer. Và còn lại một mình Talon thì đó là quá khó. Khi anh chỉ còn chung có 21 HP, không có giáp, sẽ là chết rất nhanh mà thôi. Và đó là mạng dành cho Crazy Guy. 2-0 cho Fire Hunter rồi. Lại là một round thi đấu mà rõ ràng là SVC họ cái ý đồ chỉ là muốn đặt bom thôi. Thành công dành cho SVC trong round thi đấu vừa rồi, tôi nghĩ là như vậy. Và giờ thì sẽ là một round full buy đầy đủ. Đã có off giáp 2 dành cho Talon rồi. Một round full buy, Johnny P quyết định lên gì đây? Với một mẫu style như kiểu Johnny P khá là old school và có vẻ như là không biết là khoảng thời gian gần đây thì Johnny P có chơi hay không, nhưng tôi nghĩ là Johnny P sẽ là một mẫu player mà khả năng là bắn sử dụng cái khẩu AK thôi. Còn cái khẩu SG thì phải là những cái player nó kiểu chơi kiểu hiện đại hơn một chút. Vâng, và giờ thì chỉ là những tình huống mà câu bom mìn đến từ hai bên thôi. Rất nhiều smoke cũng như là nét được trả ra cũng bị lo. Và bây giờ thì bên phía của Fighter, round thi đấu này thì đang là một default với 2A và 3B. Trong khi đó thì SBC, đây là một round thi đấu mà họ chỉ chủ động kê lại mà thôi. Không hề có tiếng đẩy đi chiếm map rộng nữa. Họ hoàn toàn không có quyền kiểm soát ở khu A long cũng như là cả khu middle. Chỉ đang tập trung rất đông ở khu outside B mà thôi. Và bây giờ thì Iron Trường được bút lên và phát hiện ra vị trí của Vít rồi. Tuy nhiên thì chỉ nhìn thấy một mình Vít thôi, sẽ không có quá nhiều info cho bên phía của Fighter đâu. Có vẻ như SBC vẫn đang đung đấu ý định đánh vào khu bom xe B trong round thi đấu này. Fighter cũng đang có 3 người khu bom xe B và lượng bom mìn còn lại cũng không phải là quá nhiều. Lin đang bách về B để hỗ trợ cho những người đồng đội của mình rồi. Khi mà Crazy Guy đang vác một khẩu op ra và đẩy ngược về khu vực A-shot để lấy thông tin. Chuẩn bị di chuyển vào rồi, một flash được pop ra. Nhưng đây là một quả flash sai thằng mình. Piano vẫn net shot được một người trước khi nằm xuống bể vít. Và bây giờ thì trong bom B còn 2. Homer đổi 4 trước khi nằm xuống và đó là hai cái mặt dành cho HeZ. Tình huống đưa trở về đó là 3v2. Những bây giờ thì Alan Trương deny được pha đặt bom của Talon rồi. Nhưng đổi mạng là tốt đến từ trường Huy Z. 1v2, liệu rằng Crazy Guy có làm được hay không đây? Tham đang rất cận kề rồi, tuy nhiên chắc chắn sẽ đặt bom thành công mà thôi. Crazy Guy có kit, vẫn còn đó rất nhiều bom mìn. Nhưng anh sẽ xử lý ra sao đây? Nhìn thấy rồi, và đó là một pha kết thúc mạng của Huy Z rất nhanh chóng. Nhưng Johnny P đổi mạng ngay lập tức và đem về cái đá thắng đầu tiên cho bên phía WBC. Rất cố gắng từ Crazy Guy rồi, nhưng rõ ràng 1v2 với một khẩu off là điều rất khó có thể làm được. Hơi khoai nhỉ. Ra thi đấu mà Fighter họ cũng đã có một chút lợi thế. Tuy nhiên thì với những cái tình huống đổi mạng rất nhanh của SBC thì đã không thể có thêm một round thắng dành cho Fighter. Và giờ thì họ sẽ quyết định hấp bài trong round thi đấu này. Nó không, đúng hơn thì nó gần như là một round thi đấu eco thôi. Nhưng mà chỉ có duy nhất một mình Lin là người đủ tiền lên một CZ và giáp 1 M2 connector rồi. Crazy Guy đang có một khẩu USP lộ tiếng và bây giờ thì là một pha tự hủy của Crazy Guy rồi. Một pha bait cho người đồng đội Lin thôi. Nhưng liệu Lin sẽ đổi được mấy trận tiếng này đây? Một mạng và đó chỉ là số 1 dành cho Lin mà thôi. Piano tiếp tục đẩy lên với khẩu CZ ở đây nhưng hết đạn mất rồi. Double kill cho Vít. Vít biết luôn cả thêm một người nữa. Và giờ thì Huy Z làm gì đây? Huy Z hạ gục đi Iron Trường. Tiếp theo thì sao? Double kill. Homer ngay lập tức bị S-Shot ở khu vực Monster. Hai đều dành cho SBC. Và ngay lập tức thì SBC đang có những màn đáp trả với Fighter sau khi họ để thua ra đầu Biston rồi. Cân bằng tỷ số hai đều và bây giờ thì sẽ đến với round thi đấu full buy tiếp theo bên phía Fighter. Tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy rằng là lượng trang bị của họ cũng không phải là quá nhiều khi mà Lin đang chỉ có khẩu UMP. Pharmat trên tay của Homer cũng như Piano và Crazy Guy thì lần này chỉ có khẩu Scout thôi, chứ không còn phải là khẩu AWP nữa. Vít đang chủ động chiếm khu cách tơ là rất nhanh chóng, đẩy luôn ra B shot rồi. Và thi đấu này thì bên phía Fighter họ đang chủ động bắn lùi rất sâu trong xài, chứ không còn đến cương ở khu B shot nữa. Đến từ trường Homer, Piano có vẻ như đang muốn nấp sát góc trái của cái B long. Nhưng bây giờ thì Vít đang ngó vào trong khu bom side B rồi, nhưng chưa nhìn thấy được ai bên phía của Fighter cả. Và có lẽ sẽ lại là chậm lại đến từ cái team mà thôi.
Vẫn là những cái quyết định cường skill được đưa ra tới từ bay người trẻ bên phía của Panther, nhưng đó là quả plan tốt. Aiden có mặt để đổi mạng khi nằm giữa mình zone IP. Bom say B đang cực kỳ yếu rồi khi mình chỉ còn lại duy nhất một người thôi, và đó là vị trí của Homer với một khẩu phá mát. Tại cùng chờ xem Homer sẽ làm được gì đây. Đã có Smoke Heaven được trả ra, Crazy Guy đang hỗ trợ cho người đồng đội của mình, nhưng đó là một quả smoke trả vào khu vực trong sai mà thôi. Homer, liệu Homer đổi mấy đây? Thời gian còn lại là rất nhiều và có vẻ như SBC không muốn đánh vào khu bom xe B nữa. Họ đang lùi đội hình của mình về, nhưng Guy đã một người vào khu B long phải rồi kìa. Cái quái gì thế này? Crazy Guy phát hiện ra một người. Không được rồi, một pha bắn lỗi của Crazy Guy. Yếu rồi. Bây giờ Crazy Guy gút ngay khẩu USP ra và chơi nhau luôn. Một mạng Crazy Guy, nhưng Homer vừa bị S-shot ở trong khu bom xe B. Crazy Guy sẽ nằm trong tình huống này thôi, khi mà anh đang gây quá nhiều tiếng khu vực shot. Và một mạng free dành cho một vị trí của HZ. 1v3, liệu rằng Lin có làm thêm được mạng nào của bên phía SBC hay không đây? Talon đang nhấp nhá rất khó chịu rồi, thậm chí ZDB còn kê ngang thì đó là dấu chấm hết luôn cho Lin. 3-2 cho SBC rồi. Mặc dù để thua đầu Biston, nhưng bây giờ thì SBC lại vươn lên là người dẫn trước, và thậm chí tỷ số sẽ có khả năng cao là 4-2 luôn khi đây tiếp tục là một trận đấu mà Fighter họ eco trắng. Thực ra thì Crazy Guy cũng đã lên cho mình khẩu B50 rồi với hai quả flash, nhưng không hề có giáp được lên. Bên phía của Fighter thì cũng sẽ là rất khó khăn thôi. Tỷ số đã là 3-2. Bây giờ thì lại làm round thi đấu yếu tiền nữa. Panther họ đang vừa rồi là round thi đấu full buy nó không gọi là đầy đủ cho lắm. Bây giờ thì họ đang đẩy mid rồi. Mình VZ thắng Mafia chỉ có một mạng trước khi bị headshot bởi Homer mà thôi. Giờ thì Zone EP quyết định ở lại kê. Lại chờ xem, lộ vị trí rồi, bỏ ngay tới từ Zone EP. Nên nhớ rằng Zone EP là người cầm bom. Có một player kê lại bên phía của SBC, và sẽ là rất khó cho Fighter thôi. Khẩu AK thì chắc chắn là sẽ được giữ lại bởi Lin. Smoke được trả ra, Talon làm gì đây? Chạy rất nhanh tới từ Talon. Vẫn là một tiếng 4v4 thôi, nhưng là khó dành cho Fighter. Chắc chắn tỷ số sẽ là 4-2 thôi. Johnny B bắt thêm được cả Lin rồi. Ba người còn lại của Fighter có vẻ như đang muốn đi bắt súng ở khu B long. Tuy nhiên thì liệu có bắt được ai không đây? Bên phía của SBC thì Simon cũng đang yếu máu lắm rồi, 8 HP còn lại. Tuy nhiên thì con đường của SBC lựa chọn lại là trở ngược lên bom CA rồi, và điều đó sẽ khiến cho an toàn ở trong cái tình huống xếp súng này mà thôi. 4-2 thì cho SBC, tuy nhiên round sau thì sẽ là một round thi đấu mà bên phía của Panther họ có thể up trở lại được những lượng trang bị của mình. Talon vừa bắt thêm được Crazy Guy, tuy nhiên thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều khi Crazy Guy chỉ có trên tay một khẩu lục và không hề có giáp. Đổi mạng là tốt từ Homer rồi, và liệu có chặt lại được khẩu AK không đây? Không được rồi. Talon lại lần nữa kịp thời có mặt và kết thúc ngay mạng của Homer. Bắn rất tốt khẩu CZ đấy chứ, hai mặt dành cho Homer trong round thi đấu vừa rồi. Và giờ thì Fighter sẽ tiếp tục đến một round thi đấu full buy nữa, nhưng lần này thì không có off dành cho Homer. À không, đúng hơn là không có off dành cho Crazy Guy rồi. Tỷ số và khoảng cách đang là 2 round thời điểm hiện tại, và chúng ta hãy cùng chờ xem Crazy Guy sẽ solo A như thế nào đây. Bắt đầu muốn đẩy lên cuộc middle để lấy thông tin, nhưng quả flash được trả ra tới TSBC nó khiến cho Crazy Guy phải suy nghĩ lại. Một tiếng chiếm sót tới Defy Hunter rồi, 3 sót luôn. Đó lại là một pha đi giữa đường và cầm ơ. VZ đổi một trước khi nằm xuống, nhưng Aiden Trường vừa bị ạ gục rồi. Lin đổi cho mình double kill, cục đi sót. Vẫn đang là một tiếng 3v3 rồi. Một tiếng thiếu sự hiểu ý của các thành viên Fire Hunter. Cơ hội vẫn còn nguyên cho cái team thôi. Khi mà bây giờ bên phía của SBC cũng có người back về A rồi, đó chính là vị trí của Crazy Guy. Còn SBC thì sao đây? Họ đang có hai người ở A-Long, và vị trí của Johnny P thì vẫn đang di chuyển từ T-Bay lên khu middle. Có vẻ như sẽ lại rồng đánh A thôi. Talon vừa phát hiện thấy vị trí Crazy Guy rồi. Ngay tức thì Crazy Guy trả ra quả smoke A-Long, và Vít có vẻ như là muốn đi qua smoke. Xin một quả flash để đẩy qua rồi, và Vít vừa đi ngang qua Crazy Guy. Một tình huống chọn bị